Xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách trồng rau muống theo phương pháp thủy canh các bạn. Và đặc biệt trong cái video này thì mình xin chia sẻ với các bạn một cái kỹ thuật đối với cây rau muống mà mình thấy ít có ai chia sẻ lắm các bạn. Thì đối với cái kỹ thuật này thì mình trồng rau muống một lần mình sẽ thu hoạch được rất là nhiều lần nha các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn đem cái hạt giống đi ngâm và ủ nha các bạn. Đối với cách ngâm và ủ hạt giống cơ bản thì mình đã có cái video riêng mình chia sẻ về cái cách ngâm ủ hạt giống cho từng cái loại hạt nha các bạn. Có gì các bạn sẽ lên kênh của mình để các bạn xem nha các bạn. Các bạn sẽ dùng những cái ly nhựa như thế này, rồi các bạn sẽ khoét những cái lỗ cho nó và những cái đường rãnh như thế này nha các bạn. Đây là các bạn xem. Sau đó thì các bạn sẽ cho một cái lớp sơ dừa vào ở phía dưới đáy ly nha các bạn. Chúng ta cho vào khoảng gần nửa ly nha các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho một cái lớp chất chồng lên phía trên nha các bạn. Và đây là những cái hạt rau muống của mình nó đã nảy mầm các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ đem chồng vào những cái ly này nha các bạn. Rồi sau khi trồng xong thì các bạn sẽ cho lên trên một cái lớp chất trồng nữa nha các bạn. Rồi chúng ta tưới nước thật là nhiều vào. Và các bạn xem lúc này cái hạt giống chúng ta nó đã lên thành cây con này các bạn. Để mình lấy thử một cái ly này lên cho các bạn xem nha. Đây này các bạn. Khi mà chúng ta cho cái chất chồng vào đó các bạn, thì chúng ta cho vào cái ly nó lưng như thế này nè các bạn. Chúng ta không cho đầy ly nha các bạn. Chúng ta cho lưng như thế này. Để sau đó thì chúng ta cái cây nó đã lên cây con rồi, thì chúng ta mới bổ sung thêm cái chất chồng vào nha các bạn. Đây cũng là cái kỹ thuật mình muốn chia sẻ với các bạn đó các bạn. Thì cái lý do mà mình vô chất trồng cái ly nó không đầy ly, nó lưng như thế này á các bạn. Tại vì cái khi cây nó phát triển lên đó các bạn, nó có một cái đoạn dài như thế này. Đó thì cái mắt nó muốn đầu tiên á các bạn. Đó, từ dưới đất lên đó các bạn. Đó thì nó vươn lên cao như thế này. Thì cái chỗ những cái mắt này nó sẽ ra cái rễ đây các bạn. Và sau khi mà cây nó lên rồi thì chúng ta mới bổ sung cái chất trồng vào các bạn. Đây này các bạn. Mình nhổ thử một cây cho các bạn xem nè. Nó cái mắt đầu tiên nè các bạn, nó sẽ ra rễ ngay đây nha các bạn. Đâm chồi và ra rễ ngay đây, cho nên là khi các bạn lên cây con rồi thì các bạn mới bổ sung cái đất vào để cho nó vừa đụng vô cái mắt này nha các bạn. Thì sau này cái rễ nó sẽ mọc ra đường những cái mắt này, tiếp tục nó tăng cường bộ rễ cho nó đó các bạn, để cây nó phát triển và chúng ta sẽ thu hoạch được rất là nhiều lần nha các bạn. Rồi các bạn sẽ cho thêm đất vào đến cái nách lá đầu tiên nha các bạn. Các bạn có thể cho đất vào cao hơn cũng vẫn được nha các bạn, miễn nó còn cái lá phía trên là nó sống được nha các bạn.
Và đây là cái hệ thống trồng rau thủy canh của mình nè các bạn. Mình tận dụng lại các cái thùng xốp này, ở cái video trước mình đã trồng cái cải thìa đó các bạn. Sau khi thu hoạch xong thì mình sẽ tận dụng nó để mình trồng cái rau muống này nha các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ cho nước vào trong những cái thùng xốp này, vẫn là cái dung dịch trồng thủy canh nha các bạn, dung dịch AP. Chúng ta cho vào, rồi sau đó thì các bạn sẽ đem những cái ly rau muống này vào trồng ở trong những cái thùng xốp này nha các bạn. Lúc này thì cái bộ rễ nó đã phát triển xuống phía dưới rồi, chúng ta mới đem trồng vào cái thùng này các bạn. Cái rễ nó đã dài xuống phía dưới này, nó mới hút được cái nước và dinh dưỡng để nó nuôi cái cây nha các bạn. Rồi chúng ta cho vào những cái thùng này để chúng ta trồng nha các bạn. Rất là đẹp nha các bạn. Và hôm nay cây rau muống chúng ta đã lớn lên rồi các bạn. Các bạn có thể thấy được là cây rau muống này thì nó, nếu cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho nó thì nó phát triển rất là nhanh luôn, qua từng ngày nha các bạn. Mới có 5 ngày từ khi mình cho vào cái thùng xốp này đó các bạn. Mình có hai cái chú chim yến phụng này nha các bạn. Cái loài chim này nó rất là thích cái rau muống nha các bạn. Đó, mình bỏ vô cho nó một cây nè, mình tặng cho nó một cây này các bạn. Nó mê dữ lắm các bạn, mình bỏ vô là nó ăn ầm ầm luôn đó các bạn. Này mình quay cho vui thôi nha các bạn, nó không liên quan gì đến cái cách trồng rau muống nha các bạn. Sẵn hai chú chim mình để kế bên đó cho nên mình ngắt thử một cọng cho nó ăn cho các bạn xem cho vui thôi. Và trở lại những cái cây rau muống của mình là các bạn. Từ lúc gieo hạt đến thời điểm này nó cũng đã được khoảng hơn một tháng nha các bạn. Các bạn có thể thấy cái cây nó cũng đã phát triển cao lên rồi nè các bạn. Nó rất là nhanh các bạn, khoảng hơn một tháng là chúng ta có thể thu hoạch được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thu hoạch cho các bạn xem nha. Thì đây nó cũng liên quan đến cái kỹ thuật mà mình nói hồi nãy các bạn. Khi các bạn cắt ngang cái cây rau muống thì chúng ta thu hoạch nó đó các bạn. Thì chúng ta chừa lại cái phần cái nách lá đầu tiên của cây rau muống đó các bạn. Cái mắt đầu tiên của nó từ dưới đất lên đó các bạn. Chúng ta chừa lại một cái đoạn như thế này. Đó, những cái gốc này nè các bạn. Nó sẽ đâm chồi ra và nó phát triển tiếp tục nha các bạn. Sau khi nó phát triển lên cây thì mình sẽ tiếp tục cắt ngang như vậy nữa, mình sẽ thu hoạch được rất là nhiều lần nha các bạn. Như các bạn để ý, ngoài tự nhiên thì nó cũng vậy đó các bạn. Rau muống mà nó mọc ở ngoài đất, ngoài tự nhiên thì các bạn ngắt ngang thì nó sẽ đâm cái chồi ra thì nó phát triển tiếp, thì chúng ta ăn tiếp nha các bạn. Thì cái video mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.